Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì Tết Nhất cũng đến nơi rồi. Cũng không có gì thay đổi, còn khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng nữa là Tết thôi. Thì hôm nay là mình cũng muốn chia sẻ cho tới quý vị và các bạn những cây quất cảnh để chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên Đán. Thì hôm nay là mình cũng chia sẻ cho các bạn hai loại quất. Một là quất tháp dòng đất và quất chum dù nhá. Thì tí nữa mình sẽ quay chum dù sau để cho các bạn nào mà có nhu cầu đi buôn sớm hay là muốn đặt hàng sớm thì có thể chuẩn bị trước nhá. Thì giới thiệu các bạn, đây là một cây quất tháp đã được gò rồi. Nhà vườn đã tiến hành gò được khoảng mấy ngày rồi. Chỗ này là gò được mấy ngày rồi các bạn. Cây rất là đẹp luôn. Thì thông thường cây này trung bình của cây thì nó cao tầm khoảng 2m đến 2m rưỡi nhá. Và đường kính thì từ 1m2 đến 1m4. Đây các bạn cứ nhìn thực tế cây này là chưa gò đấy. Rất là nòe xòe. Đấy mà sau khi nhà vườn tiến hành gò đấy, cây rất là chuông và đẹp luôn. Quả được đan rất là đều luôn nhá. Đấy và chỗ này đây, nhà vườn mới tiến hành gò lúc sáng ấy. Thì thông thường như cây to này thì mỗi thợ gò chuyên chỉ gò được 2 cây trong vòng 1 ngày. Thì các bạn biết ngay là cây to hay cây nhỏ nhá. Cây rất là to luôn đấy. Một thợ gò chuyên mà gò được có 2 cây một ngày thôi. Và để tiếp tục mình sẽ sang quay quất chum dù cho quý vị và các bạn xem nhé. Đấy. Đây giới thiệu các bạn, đây là một loại dù. Đây là một loại nọ cao khoảng 30 phân. Đấy. Quả rất là to luôn. Lá lộc rất xanh nhá. Cây thì bẻ dáng thác đổ, dáng nguyên. Đấy. Nọ chính xác là cao khoảng tầm khoảng 30 phân thôi các bạn. Cây này thì nó cũng không to lắm đâu. Bởi vì cho vào dòng nọ 30 này thì nó cũng không to lắm các bạn nhé. Quả rất là to luôn. Và mé bên trên này là loại dù 50 nhá. Dù 50 này thì cũng khá là to đấy. Dù 50 rất là đẹp luôn. Thì thông thường các nhà vườn thì để quả rất là sai. Sai thì cây nó càng mai mai càng đẹp nhá. Số lượng ở vườn này thì rất là nhiều luôn. Nếu mà tính số lượng chum chậu ở vườn này nó rơi tầm khoảng 2.000 cây. Cả chum 50 và nọ 40, nọ 50 và cả nọ 30 nữa nhá. Thì tính tổng số vườn này nó phải rơi đến tầm khoảng 2.000 cây. Đấy. Cây nào cũng rất là xanh luôn. Thì do cùng một bàn tay chăm sóc cho nên cây nào cũng rất là đều. Quả rất là xanh. Sần hết cả lên, chứng tỏ là quả này còn rất là to nhé. Tầm này mà quả xanh mà sần lên là quả rất là to đấy. Từ giờ đến Tết thì quả to và phát triển rất là mạnh. Đấy thì hôm nay là mình chia sẻ cho tới quý vị và các bạn hai dòng quất đất và quất trên chum dù. Thì quý vị và các bạn có nhu cầu thì có thể bình luận bên dưới. Mình sẽ để lại số điện thoại của nhà vườn nhá. Để cho gọi là quý vị và các bạn tiện
liên hệ trực tiếp với chủ vườn nhá. Đấy. Thì clip của mình đến đây cũng xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nhé.